Lê Hoàng phản đối bố mẹ nghiện khoe ảnh cởi chuồng của con trên mạng. Nói về việc trẻ em vô tình trở thành nạn nhân của việc xâm hại tình dục trong Talk Show Chuyện Cuối Tuần, đạo diễn Lê Hoàng cho biết, anh không thể quên được cái thời nhiều gia đình ở Việt Nam có thói quen đưa con mới sinh được vài tháng đến tiệm chụp ảnh. Để tự hào khoe con bụ bẫm, họ chụp ảnh con không mặc gì rồi về phóng to treo ở phòng khách. Không chỉ thế, nhiều ông bố bà mẹ còn nghiện khoe con trên mạng xã hội, nhiều người còn đăng những bức ảnh con cái cởi chuồng. Trong khi đó, ở nước ngoài, điều này bị cấm kỵ, trẻ em có quyền bảo vệ hình ảnh, nếu bé không thích tiết lộ ảnh bản thân thì bố mẹ không được phép, thậm chí trẻ có thể kiện. Như tôi, giờ mà lộ ảnh ngày bé như thế chắc tôi xấu hổ lắm, Lê Hoàng nói. Nhớ lại tuổi thơ của mình, đạo diễn Lê Hoàng cũng cho biết, anh cảm thấy sai, khi nhiều lần chứng kiến những đứa trẻ cả trai và gái cứ cởi chuồng tắm mưa, trong khi đó người lớn thì cười khanh khách. Theo anh, nên giáo dục giới tính từ sớm để trẻ tránh được những hành động khiến nhiều người phải đỏ mặt. Nam đạo diễn cũng nêu quan điểm nên tăng án phạt trong luật hình sự về những tội xâm phạm tình dục trẻ em để kẻ phạm tội sợ hãi. Và điều quan trọng hơn là trong quá trình phá những án này, cần có người giám định có trình độ, hiểu tâm lý trẻ, nhằm tránh cho trẻ những tổn thương tâm lý để lớn lên có thể phát triển bình thường. Đạo diễn Lê Hoàng nêu câu hỏi rằng, việc xâm hại tình dục là tội hay là bệnh lý? Bởi vì có những người chỉ có thú vui tình dục với trẻ em, mà không phải ở người trưởng thành. Trả lời câu hỏi này, thạc sĩ tâm lý Tonya thừa nhận rằng, đây là một chứng rối loạn hành vi tâm lý mà người ta thường gọi là ấu dâm. Theo thạc sĩ Tonya, để xác định một người có bị chứng bệnh lý này hay không, người giám định sẽ đưa ra một bài test để kiểm tra xem người đó bị mất năng lực hành vi hoàn toàn hay chỉ là một phần. Nếu xác định người phạm tội vẫn có thể học tập, làm việc bình thường thì họ phải nhận sự trừng trị của pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh đó, khi ra tù, người phạm tội còn phải điều trị thêm về tâm lý để không bao giờ tái phạm. Thạc sĩ Tonya cho rằng, một thời gian dài, người ta hay nhắm mắt làm ngơ trước việc xâm hại tình dục trẻ em. Ở những vùng nông thôn, nếu con gái 14 tuổi bị xâm hại, nhiều người thay vì tố cáo thì lại chấp nhận làm đám cưới cho con. Và vì thế, tệ nạn này ngày càng tăng trong xã hội. Bên cạnh đó, cũng do pháp luật còn nhiều kẽ hở, khi xử lý loại tội phạm này, các cơ quan thi hành pháp luật vẫn còn lúng túng, rồi việc tìm chứng cớ, sự bất hợp tác từ người bị hại cũng dẫn đến khó xử lý. Đạo diễn Lê Hoàng thì nêu dẫn chứng, khi một gia đình có con gái bị xâm hại, họ sẽ đứng trước hai vấn đề. Một là kẻ thủ phạm phải bị trừng trị, hai là làm sao bảo vệ đứa trẻ để trẻ sau này có thể sống và phát triển bình thường. Bởi hiện nay, khi vụ việc ầm ĩ, báo chí đưa tin, đứa bé sẽ bị nhiều người biết đến, bị đưa đi tìm chứng cớ, hỏi lại những câu hỏi đau lòng. Thậm chí, cả chục năm sau, nếu lên mạng tìm kiếm vẫn thấy thông tin về vụ việc đó, và đấy là những ký ức khó quên với đứa trẻ. Bà Tonya bày tỏ, để giải quyết điều này, các bậc cha mẹ cần suy nghĩ về hai việc. Đó là chiến đấu với cái ác hay với sự bình an của đứa trẻ. Khi gặp sự việc, người làm cha mẹ phải bình tĩnh giải quyết vấn đề, đồng hành cùng con trong giai đoạn này để giúp con vượt qua dư luận. Ngoài ra, với tư cách một thành viên trong cộng đồng, người bố mẹ cũng cần lên tiếng để đấu tranh với cái ác, giúp các gia đình khác trong xã hội không gặp phải hoàn cảnh tương tự. Tuy nhiên, nhiều người lớn hiện nay chưa biết cách tế nhị để giải quyết vụ việc. Họ sợ ầm ĩ gây ảnh hưởng đến tâm lý con cái, nên dẫn đến trường hợp là nhiều gia đình ngại ngần không tố giác vụ việc. Thạc sĩ Tonya cũng nhấn mạnh thêm rằng, ở các vùng nông thôn, người con trong gia đình khi bị xâm hại còn phải đối mặt với chính sự không tin tưởng của người bố, người mẹ mình. Bởi người phạm tội thường là những người thân, hoặc người bấy lâu nay vốn được mặc định là đáng kính. Nhiều ông bố ba mẹ còn quát mắng con, bảo con cái bịa chuyện. Chính điều ấy càng khiến trẻ không còn niềm tin nơi bố mẹ, và không biết phải giải bày cùng ai. Đạo diễn Lê Hoàng cho biết, gần đây có một sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của dư luận với vấn đề xâm hại tình dục trẻ em. Đó là nhiều gia đình đã mạnh dạn hơn trong việc tố giác với cơ quan chức năng. Đặc biệt là sự lên án mạnh mẽ của dư luận với những kẻ xâm hại tình dục đã khiến các cơ quan công tố phải điều tra công minh hơn. Ngoài ra, nếu thủ phạm xâm hại trẻ em mà là những người có địa vị, quyền lực trong xã hội thì càng bị lên án mạnh mẽ. Song, dư luận cũng có hai mặt, đó là gây áp lực cho cơ quan điều tra khiến đôi khi, dư luận trở thành quan tòa xử tội thay cho tòa án. Dưới cái nhìn của chuyên gia tâm lý, thạc sĩ Tonya thì nêu quan điểm, trong việc bé gái bị ôm hôn ở chung cư thuộc quận 4 thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, bà đọc hàng ngàn bài báo, hàng triệu ý kiến chỉ trích của dư luận.
Tuy nhiên, bà chỉ thấy mọi người lên án thủ phạm, mà không có bất kỳ ý kiến nào đưa ra cách giúp đỡ em bé bị hại làm thế nào, để ổn định tâm lý, không còn bị ám ảnh về vụ việc. Hà Tùng Long, ảnh, Hoàng Khôi. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.